mừng khi được gặp lại tất cả quý vị khán giả thân thương đang theo dõi kênh YouTube của forex.com.vn. Quý vị và các bạn thân mến, giao dịch ngoại hối được cho là một trong những con đường sự nghiệp khó khăn nhất mà người ta có thể chọn. Rốt cuộc nó liên quan đến việc làm việc trong những điều kiện đầy bất trắc. Điều này có nghĩa là các nhà giao dịch dựa vào xác suất để đưa ra thành công và như vậy có thể dẫn đến kết quả không mong muốn. Vì bản chất của giao dịch và ảnh hưởng của nó đối với tâm lý, điều quan trọng là phải mạnh mẽ về tinh thần và có nhiều sự tự tin. Theo nghĩa cơ bản nhất, sự tự tin là khả năng hoạt động tập trung vào hiệu suất tốt hơn, không phải thành công, và tránh xa những suy nghĩ tiêu cực như lo lắng và sợ hãi. Khi tập trung vào thành công, có thể khiến một nhà giao dịch trở nên quá ung dung hoặc tự phụ, có thể dẫn đến các quyết định giao dịch tồi tệ. Nhưng với thị trường liên tục thay đổi và có số lượng giao dịch thua lỗ rất có thể, bạn phải gánh chịu. Làm thế nào bạn có thể tự tin? Tập trung vào quá trình. Hầu như mọi nhà giao dịch đều chọn giao dịch như một nghề để tạo ra một số tiền. Nhưng như đã nói trong một bài giao dịch trên blog trước đây, việc quá tập trung vào lợi nhuận của khoản đầu tư của bạn thực sự có thể gây bất lợi cho tài khoản của bạn hay không? Hãy nhớ rằng thị trường là không thể đoán trước. Có rất nhiều cách chắc chắn để bạn biết chính xác liệu giao dịch của bạn sẽ thắng hay thua, thay vì sẽ tập trung vào báo cáo lãi lỗ của bạn. Tại sao không đổ tất cả năng lượng đó vào việc đảm bảo rằng bạn tuân thủ kế hoạch giao dịch của mình? Bạn không nên ám ảnh về kết quả giao dịch của mình, nhưng thay vào đó, hãy nghĩ về tất cả các trường hợp bạn tuân theo quy tắc của mình. Mỗi lần bạn tuân theo quy tắc của mình là một câu chuyện thành công. Vì vậy, hãy tự vỗ lưng mỗi khi bạn rèn luyện tính cách tự giác trong khi chờ đợi đóng giao dịch của bạn trước cuối tuần. Bạn có thể không nhìn thấy kết quả ngay bây giờ, nhưng về lâu dài, kỷ luật của bạn sẽ chuyển sang tránh những sai lầm, từ đó chuyển thành sự tự tin và giao dịch có lợi nhuận cao. Thực hành và thực hành nhiều hơn nữa. Bạn có biết lý do tại sao mà nhà vô địch quyền Anh nổi tiếng thế giới Manny Pacquiao dành nhiều tuần để tập luyện cho một trận đấu có thể kéo dài tối đa 36 phút hay không? Đó chính là bởi vì thông qua sự chuẩn bị, anh ta phát triển một cảm giác tự tin thông qua việc làm chủ. Manny không biết chính xác kế hoạch trò chơi của đối thủ của anh ta là hạ gục anh ta. Tuy nhiên, thông qua luyện tập có chủ ý, anh ta sẽ thành thạo các kỹ năng đấm bốc cơ bản, cách cơ thể anh ta di chuyển và kế hoạch trò chơi của riêng anh ta để chuẩn bị cho bất kỳ cú đấm nào có thể đi theo cách của anh ta. Là một nhà giao dịch, bạn sẽ không bao giờ biết điều gì sẽ ảnh hưởng đến giao dịch của bạn và thị trường sẽ phản ứng như thế nào. Điều này có nghĩa là chìa khóa để tự tin và thành công là chuẩn bị cho mình mỗi ngày cho đến khi bạn biết bạn có thể xử lý bất kỳ kịch bản nào mà thị trường có thể ném vào bạn. Nhìn vào mặt sáng hơn của sự việc, hãy tự hỏi mình câu hỏi này. Trong số tất cả những người tự tin mà bạn từng gặp trong đời, có bao nhiêu người trong số họ có quan điểm hay thái độ tiêu cực nhất quán? Những người thành công và tự tin thường có thái độ tích cực hoặc lạc quan, bởi vì khi bạn tập trung vào sự tích cực, bạn có xu hướng có kết quả tích cực. Vì vậy, thay vì cảm thấy tồi tệ khi bạn ở giữa một đợt giảm giá lớn, hãy tích cực và nghĩ về cách bạn có thể thực hiện đúng kế hoạch giao dịch của mình. Cũng nhắc nhở bản thân rằng nếu bạn có một kế hoạch giao dịch và chiến lược quản lý rủi ro được thử nghiệm kỹ lưỡng, điều đó sẽ có lợi cho bạn và bạn sẽ đứng đầu. Một cách để thực hành điều này là bằng cách tích cực tập trung vào những điều bạn đã thực hiện đúng với mọi giao dịch, đặc biệt là nếu giao dịch đi ngược lại với bạn, bằng cách đảm bảo rằng bạn đã chuẩn bị tất cả những gì bạn có thể tập trung vào đó. Bạn đang nội tâm hóa rằng giao dịch thua lỗ sẽ đến với bạn bất kỳ lúc nào. Điều này sẽ làm giảm nỗi sợ mất giao dịch, giúp bạn tự tin hơn để thực hiện, thiết lập các giao dịch hợp lệ và hành động theo quyết định tốt. Để trở thành một nhà giao dịch thành công, người ta phải có một chút vinh vang trên bảng xếp hạng. Thời hạn chương trình đến đây đã kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những bản tin lần sau.